rời cái dục in này lên tí nè. Cái khoảng này mình có cần rời lên tí không sao? Hồi nãy anh chỉnh chiều ngang của nó mấy mà anh chỉnh tới đuôi giờ thấy nó hơi mờ thôi cái Mờ à? Hồi nãy chỉnh qua lại á, của nãy hồi nãy mình đang chờ ổng nó mấy à?